Đây là món bún quậy mà mình đã vừa hoàn thành xong. Mọi người nhìn có hấp dẫn không? Mình sẽ ăn cùng với một bát nước chấm quất với ớt và bột canh. Mọi người có thể gia giảm tùy theo khẩu vị nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video hướng dẫn nấu ăn món bún quậy của mình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video nấu ăn lần sau nha. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình và mọi người sẽ cùng nhau đi làm một món ăn. Hôm nay mình làm món bún quậy. Bún quậy mình có các nguyên liệu sau đây. Đầu tiên đó là phần tôm. Tôm này thì mình đã rã nhuyễn, lát nữa mình sẽ đổ vào đây. Trần, mình sẽ trần 2 lần bằng nước sôi cho chín. Tiếp theo đó là phần mực ở đây. Mực này mình cũng sẽ trần qua. Sử dụng bún tươi hoặc là mình có bún gạo lứt khô, mình sẽ dùng bún gạo lứt khô. Giờ mình sẽ luộc bún lên. Đầu tiên thì mình sẽ luộc bún trước. Mình sẽ luộc trong vòng từ 5 đến 6 phút. Này mình cũng bắc một cái nồi lên để mình trần. Có ăn thì sẽ đi ra cái đấy cũng là nhiều lắm đẹp chứ.
sẽ bước ra. Và mình sẽ đi làm nước dùng. Giờ là công đoạn làm nước dùng. Tôm ở đây mình sẽ đổ nước sôi vào. Mình sẽ trần tương tự trong vòng 2 đến 3 lần là tôm chín. Mực thì mình sẽ cho vào đây để tôm cho chín mực. Nước nữa thì mình sẽ chìm bày ra các tô. Sẽ đổ nước vào để đun thêm. Sẽ chia cái miếng này ra thành những miếng để tính cho ba bát. Cho đầu hành vào.
chuẩn bị lát nước chấm để ăn cùng. Nếu mọi người có quất thì cho sẽ ngon hơn. Mình sẽ đổ nước ra từng cái bát đã được trang trí sẵn. Mình sẽ chan nước vào đây. Vậy là món bún quậy mình đã hoàn thành.